Chào các bạn à, hôm nay Helen chuẩn bị làm gỏi tay heo cho cả nhà mình ăn nha. Thì Helen cá tay heo này mình mua về xong rồi mình rửa muối với giấm cho sạch á, rồi mình luộc xong mình sắc ra à, rồi Helen đã ngâm với đường muối với giấm, ngâm đường muối giấm cho nó cái giòn nó ngon các bạn, nó thấm á. Trước khi mình làm gỏi thì mình để rút ngắn thời gian thì Helen đã ngâm đường mắm đường muối với giấm rồi à, ngá sen, nó không có ngá sen à, nấm tuyết à, hành tây, nấm tuyết, hành tây với củ cải với đỏ với củ cải trắng ngâm chua nè các bạn, cái chua chua ngọt ngọt đó. Cái lần làm sẵn rồi, giòn ngon, mặn mặn ngọt ngọt ngon. Thì cá rau răm, cái lần mua một bó rau răm 3 đồng nè các bạn. Ở mình mấy cái rau niêm nó mắc ghê. Thì hay lần cá chanh nè, rồi niêm mà muối đường với bột ngọt. Thì bây giờ Helen chuẩn bị Helen trộn gỏi nha. Thì bây giờ Helen chỉ cho cái nấm tuyết vô trong cái khâu à. Cái này thì để chua ngọt sẵn rồi, nấm tuyết với củ hành. Rồi bây giờ Helen sẽ cho đường vô, mình nêm theo cái khẩu vị nhà mình nha các bạn. Đường, bột ngọt, muối, đường bột ngọt muối với chanh. Mình cứ cho vô, mình canh chừng mình cho vô, xong rồi mình nêm lại nhanh gọn lẹ các bạn. Còn thì mình còn nấm tuyết nè. Mình ăn gỏi ngon các bạn ơi. Mình nêm vô xong cái mình nêm lại cho nó vừa khẩu vị nhà mình. Thêm chanh vô. Rồi mình cho cái củ cải trắng với củ cải đỏ mình ngâm chua rồi các bạn. Mình trộn vô xong mình ăn thử, mình nêm nó vừa khẩu vị nhà mình chưa. Làm nhanh gọn lẹ gì cho nó nhanh các bạn ơi. Mới đi làm về á, mình làm cho nó rẹt rẹt mình ăn. Xong mình cho tỏi nè, với ớt nè. Nhà mình cá con á cho nên á mình cho vừa phải thôi, sợ nó sợ cay. Hãy
Xíu nước mắm vô nha các bạn. Sau khi mà mình nêm vừa rồi á, rồi mình cho cái tay heo vô luôn nha các bạn. Cái tay heo này mình đã ngâm giấm, đường, muối sẵn rồi. Giòn ngon. Mình nêm vừa cái khẩu vị nhà mình xong rồi, bây giờ mình vớt ra cái gì đó. Nó nhanh gọn lẹ các bạn, trong vòng 10 phút mình trộn xong cái dĩa gỏi. Thật là tuyệt vời. Rồi bây giờ mình sẽ cho rau răm, mình xắt rau răm lên. Nếu bạn là thích ăn đậu phộng rang thì bỏ cho vô nha. Helen thì không thích ăn đậu phộng rang. Mình ăn gỏi mình không thích đậu phộng rang các bạn ơi. Cho nên mình chỉ ăn đơn giản như thế này thôi. Mình thì có rau răm, hoặc là bỏ rau thơm cũng ngon nha các bạn. Không, trộn gỏi trong vòng 10 phút là mình sẽ có một cái dĩa gỏi rất là ngon nè các bạn. Ngon rộm mà ngon. Thì Helen đã làm xong cái món gỏi tay heo. Helen ngừng video tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian ra xem. Chúc các bạn ngày mới an lành hạnh phúc nha. Hẹn gặp lại. Bye bye.